Ngày 19 tháng 5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng Nguyễn Thị Phương Trang sinh năm 2002, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên và Lê Thảo Anh sinh năm 2002, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Phương Trang tìm hiểu trên mạng Internet và nhận thấy một số cửa hàng bán bánh sinh nhật có dịch vụ làm bánh gato và cho tiền vào trong bánh, với mục đích tạo bất ngờ của người đặt bánh dành cho người nhận. Khách mua bánh sẽ chuyển tiền bánh cùng số tiền khác, rồi đề nghị chủ cửa hàng cho vào trong bánh sinh nhật. Sau đó, chủ cửa hàng giao người mang đến địa điểm mà khách đặt yêu cầu. Thực hiện tội phạm, Trang liên hệ với các chủ hiệu bánh có dịch vụ nêu trên, đặt làm và cho tiền theo yêu cầu của Trang vào trong bánh, rồi mang đến địa điểm do cô ta ấn định. Trong quá trình giao dịch, Trang lập nhiều tài khoản Facebook như là Phương Uyên, Thảo My và sử dụng số điện thoại 08-6694-6511. Khi nhận được bánh gato rồi rút hết tiền, Trang sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động của mình để chỉnh sửa lại hình ảnh nền tin nhắn điện thoại, thể hiện thông báo của ngân hàng là đã chuyển tiền đến tài khoản của người nhận. Sau đó, Trang liên hệ và phân công cho Thảo Anh nhận bánh sinh nhật. Mỗi lần trót lọt, Trang chia cho Thảo Anh 500.000 đồng. Số tiền còn lại, Thảo Anh sẽ phải chuyển khoản cho Trang theo tài khoản mang tên mẹ của Trang là Nguyễn Thị H. Điển hình, vào ngày 15 tháng 5, Trang liên hệ một cửa hàng bánh gato, yêu cầu đặt bánh sinh nhật và nhét 2 triệu đồng vào lõi bánh. Sau khi chốt đơn hàng là 2 triệu 460.000 đồng, cả tiền bánh và tiền quà tặng, Trang tiếp tục làm giả tin nhắn báo chuyển tiền cho nơi bán bánh và chụp màn hình điện thoại gửi cho chủ cửa hàng để tạo lòng tin, yêu cầu mang bánh đến ngõ 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 4 năm 2019 đến khi bị bắt, Trang cùng Thảo Anh đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 20 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng và Công an quận Tây Hồ yêu cầu ai là nạn nhân của các đối tượng Nguyễn Thị Phương Trang và Thảo Anh thì hãy đến trình báo cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.